Bình thường các bác đang sử dụng cái dòng cam hành trình như thế nào? Treo như thế này đúng không? Lủng lẳng trên xe vướng tầm nhìn. Bỏ ngay cái này đi các bác nhá. Đi. Bây giờ các bác sử dụng đây. Cam tích hợp như thế này. Quá là nhỏ gọn và các bác nghĩ là không có màn hình đúng không? Thì xem như thế nào đúng không? Đây. Quá là đơn giản, chỉ cần giọng nói thôi. Mở ứng dụng camera hành trình. Các bác thấy không? Ngay lập tức mở ngay ứng dụng cam hành trình các bác. Đây. Các bác muốn xem lại chỉ cần thao tác vào đây. Có ngay video xem lại luôn. Đúng không? Quá là đơn giản, các bác không cần phải mở điện thoại ra kết nối hoặc là tháo thẻ nhớ ra lắp vào trên máy tính mới xem được. Bây giờ quá là tiện lợi rồi, tích hợp hết vào màn đây nha các bác nhá. Nếu mà bác nào chưa biết đây là màn Web Vision X8 Pro các bác nhá, tích hợp. Ngoài ra, cam lùi có đánh lái luôn các bác đây. Giữ nguyên cam zin luôn này. Giữ nguyên cam zin có đánh lái luôn. Đây, như ví dụ như chiếc xe Tucson này nó giữ nguyên cam zin và có đánh lái luôn này. Rất là tiện ích, đầy đủ tiện ích. Nghe nhạc giải trí có bản đồ cảnh báo tốc độ. Mà tất cả các bác muốn thao tác gì trên này đều bằng sử dụng bằng giọng nói. Ngoài ra nếu mà bác nào mà đam mê với lại cơ chế chạm thì các bác có thể vào đây vuốt và chạm, mở ứng dụng bằng tay, bản đồ cảnh báo tốc độ giới hạn cho các bác đây, các bác không lo là đi lạc đường và đi quá tốc độ nữa rồi. Các bác mà xe của mình chưa có những cái tính năng như thế này thì các bác hãy tới ngay Akala các bác nhá.